Điển hình đầu tiên cho cam kết này là việc Phú Mỹ Hưng đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để cải tạo, nâng cấp cảnh quan của chuỗi địa danh Hồ Bán Nguyệt, Cầu Ánh Sao, khu kênh đào. Với ý tưởng thiết kế dòng chảy suối nguồn thịnh vượng trù phú, từ đây cộng đồng Phú Mỹ Hưng The Horizon và cư dân đô thị sẽ được tận hưởng trọn vẹn cung đường địa danh quen mà lạ, độc nhất có 102 tại Phú Mỹ Hưng và cả khu Nam. Cảnh quan xanh mát, sinh động đầy thú vị, thiên nhiên trong trẻo, nhịp sống trung tâm, phố thị phồn hoa và điền viên sông nước làng quê cùng hiện hữu trong một vị trí trái tim cộng đồng, khu Hồ Bản Nguyệt. Kết quả từ việc nâng cấp khu kênh đào còn góp phần hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ cho chủ nhân The Horizon, chủ nhân shop khu vực này, gia tăng giá trị bất động sản của toàn trục địa danh trong tương lai gần.